Mới đầu mình tới cast thì là mình được chỉ định cast vai Trà Long, nó vô cùng đau đớn luôn á. Mọi người còn nghĩ là cảnh đó là có người đóng thế cho chúng anh, cho Hà Lan bắt ngay cái chuyến tàu sau để đi theo Ngạn. Tất cả mọi người, mình là Trúc Anh. Hiện tại mình đang là diễn viên và bộ phim đang được công chiếu của mình là phim Mắt Biếc. Quay một vòng coi. Trời đất ơi. Trời đất ơi, có sao không? Không sao đâu. Cái tên bị ổi kia. Mắt nó đẹp như mắt biếc. Khi đến với Mắt Biếc thì Trúc Anh cũng đang là một diễn viên tự do, cho nên là mình đã đi casting khá là nhiều phim và cũng rớt khá là nhiều. Cho tới cái thời điểm mà Mắt Biếc công bố casting thì Trúc Anh nghĩ là thôi thử một cơ hội nữa xem sao. Mình nghĩ là đây là phim mà mình có cái quá trình casting khó khăn nhất trong tất cả những phim đó giờ mình đi cast, và cũng trải qua nhiều vòng casting nhất. Mình nghĩ là khoảng 4 vòng. Mới đầu mình tới cast thì là mình được chỉ định cast vai Trà Long chứ không phải là vai Hà Lan. Thật ra thì khi đọc truyện cũng như là đọc kịch bản, Trúc Anh cảm thấy là Trúc Anh có thể hiểu và thích và đồng cảm với nhân vật Hà Lan nhiều hơn. Tuy nhiên là có được cái cơ hội casting thì mình cũng đã vui lắm rồi. Nhưng mà Trúc Anh có xin các anh chị ở bên bộ phận casting là có thể nào cho em cast Hà Lan được không? Và các anh chị nói là em cứ lên casting đi, nếu như mà đạo diễn thấy em hợp vai nào thì sẽ cho em vào vai đó. Và sau khi mà Trúc Anh casting Trà Long xong thì Trúc Anh đã được giao cho cái phân đoạn Hà Lan, và lúc đó thì mình cũng đã rất là vui, tuy là cũng hồi hộp áp lực là không biết mình có làm được không, nhưng mà mình được có cơ hội casting cái vai mình thích rồi thì cũng đã là vui lắm rồi. Và lúc mà mình biết là mình đã đậu cái vai đó luôn thì thật sự cảm giác đó rất là sung sướng. Trúc Anh thích cái sự mà nội tâm của Hà Lan lúc nào cũng không bao giờ, Hà Lan không phải là kiểu người trực diện, lúc nào cũng giữ lại một cái gì đó, một cái cảm xúc hay một cái suy nghĩ gì đó cho mình. Tuy là Hà Lan có nhiều điều đáng trách, nhưng mà Trúc Anh nghĩ là có một điều ở Hà Lan, đó là Hà Lan khá là rạch ròi trong tình cảm. Khi mà Hà Lan yêu thì Hà Lan như là yêu Dũng thì Hà Lan yêu rất là hết mình. Nhưng mà đối với người như Ngạn, Hà Lan đã không yêu thì Hà Lan cũng chọn là sẽ không cho Ngạn cơ hội để không có làm khổ Ngạn. Cái điều khó nhất Trúc Anh nghĩ đó là Trúc Anh phải đóng nhân vật Hà Lan lúc trẻ cho tới lúc già. Thì cái lúc trẻ thì nó khá là phù hợp với cái độ tuổi của mình nên là nó cũng thuận lợi hơn. Nhưng mà cái lúc già thì thật sự là một cái thử thách. Thật ra thì đây cũng là một người mẹ, cũng tạm gọi là một người mẹ trẻ, cho nên là cũng không phải là, tại vì Hà Lan có con ở cái tuổi rất là sớm. Nhưng mà khó khăn thì Trúc Anh gặp rất là nhiều. Và Trúc Anh nghĩ là những cái phân đoạn mà khi mà làm mẹ đó chính là những cái phân đoạn khó nhất về mặt tâm lý đối với Trúc Anh, tại vì mình không có kinh nghiệm và cũng chưa có trải qua cái chuyện đó, nên là mình chỉ có thể xem phim hoặc là đọc sách, tưởng tượng và hỏi mẹ mình hoặc là hỏi các cô, các chị trong đoàn để giúp mình lấy cảm xúc thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không thể nào mà kiểu hoàn thiện nó một cách xuất sắc được. Thật ra là cái lúc mà sau khi mình làm cái cảnh đó xong, mình không có được coi lại, tại vì cái cảnh đó nó rất là mệt và rất là thực tế luôn, là nó hơi kiểu bày hầy tức là mồ hôi rồi nước mắt rồi trong cái cảnh quay đó, cho nên là Trúc Anh đã không có cơ hội coi lại. Nhưng mà sau khi mà Trúc Anh coi lại lần đầu tiên ở cái buổi showcase, mọi người có chiếu thử một cái đoạn đó và sau đó là coi bộ phim hoàn chỉnh luôn, thì Trúc Anh cũng tự bị bất ngờ và Trúc Anh cũng nhận được rất là nhiều, cũng gọi là lời khen từ họ hàng, gia đình, rồi những khán giả thì không nói, nhưng mà những người mà người ta biết mình ấy, người ta quen mình rồi, người ta mới không nghĩ là, mọi người còn nghĩ là cảnh đó là có người đóng thế cho Trúc Anh, tại vì khi mà mọi người thấy Trúc Anh ở ngoài và tiếp xúc với Trúc Anh thì mọi người không nghĩ là Trúc Anh có thể diễn cảnh đẻ, tại vì dĩ nhiên là mình chưa bao giờ trải qua chuyện đó. Và khi mà mình coi lần đầu tiên thì cái cảm giác đầu tiên mà nó hiện lên trong đầu mình đó là ủa sao mà nhìn đau quá vậy. Cái lúc mà mình thể hiện thì mình không nghĩ nó đau như vậy, nhưng mà lên trên màn hình thì nhìn nó vô cùng đau đớn luôn á. Và nếu như mà không phải là Trúc Anh đóng cảnh đó, Trúc Anh là một người khán giả hoặc là thậm chí là bạn bè hoặc người thân trong gia đình, thì Trúc Anh nhìn cảnh đó Trúc Anh cũng sẽ thấy khá là tội nghiệp. Mỗi ngày đi quay đều vui và đều có những cái điều rất là ấn tượng, nhưng mà để mà kể ra thì Trúc Anh nghĩ là Trúc Anh rất là ấn tượng với cái cảnh kết. Cái lúc đó là mình đã phải có mặt ở cái set quay rất là sớm. Chứ anh nghĩ là khoảng 3-4 giờ sáng là đã phải có mặt ở đó rồi. 6 giờ sáng make up
mọi thứ xong là chúng anh đã chạy trên cái đường tàu mọi người thấy á, là đã chạy từ đó cho tới 3-4 giờ chiều luôn. Trong suốt khoảng thời gian đó là chỉ có chạy và khóc thôi, nên là đó là một cái gì đó rất là ấn tượng với mình. Và mình cũng không có, chú anh không có nghĩ là mọi người lại tìm ra được những cái bối cảnh và những cái mà gọi là đạo cụ mà hay đến như vậy. Và hôm đó thì rất là nóng và rất là đông các anh chị cô chú diễn viên extra và cái đoàn tàu, với là cái đoàn tàu chú anh không có nghĩ là mọi người có thể điều khiển nó. Đó là lý do tại sao mọi thứ nó lâu như vậy, là mỗi lần mà chạy xong rồi phải cho đoàn tàu chạy rồi phải kéo đoàn tàu về lại. Thì đối với mình đó là những cái điều rất là ấn tượng. Quay đi quay lại nhiều lần thì nó lại không nằm ở những cái cảnh khó về tâm lý. Những cảnh quay đi quay lại nhiều lần có thể là cảnh Hà Lan và Ngạn chạy trên cái cầu phao á, phải chạy đi chạy lại nhiều lần bởi vì cái cầu đó nó rất là gập ghềnh và rất là khó. Nhưng mà cái cảnh mà chú anh cảm thấy là khó về mặt tâm lý nhất đó là cảnh mà Ngạn và Hà Lan nói chuyện với nhau trên ban công. Thì lúc đó là Ngạn muốn là Ngạn, Hà Lan, Trà Long trở thành một gia đình, nhưng mà Hà Lan lúc đó là có rất là nhiều cái sự giằng xé trong nội tâm. Không phải là Hà Lan không thương Ngạn, nhưng mà Hà Lan cảm thấy là Hà Lan không xứng đáng và Hà Lan nghĩ là Ngạn có thể tìm một người tốt hơn. Và trong những cái sự giằng xé, những cái sự mâu thuẫn đó và còn phải khóc và phải nói chuyện với Ngạn nữa, cho nên là đối với chúng anh là đó là cái cảnh khó nhất về tâm lý. Như chúng anh chia sẻ là cái nhân vật này thì khá là nhiều cảnh tâm lý và cảnh bi, cho nên là phải thực hiện nhiều cái cảnh tâm lý ở nhiều cái độ tuổi khác nhau như vậy, cho nên là đôi khi tất cả những cái cảnh đó nó sẽ dĩ nhiên là sẽ không có hoàn thiện hết 100%, sẽ có cảnh tốt nhưng sẽ có những cảnh không có tốt bằng những cảnh còn lại. Với lại có một cảnh là chúng anh được nghe mọi người góp ý khá là nhiều, chúng anh nghĩ là cũng đúng, là cảnh chúng anh với con gái Trà Long lớn á, hai mẹ con, thì vì chúng anh vẫn chưa ra được hết cái nét của một người phụ nữ lớn tuổi, cho nên là đôi khi mọi người góp ý là cái cảnh nó nhìn giống như hai chị em thì thật sự là như vậy. Và chúng anh cảm thấy là mọi người nó cũng đúng, là tụi mình cũng thấy như vậy. Nhưng mà chúng anh cũng như là bạn Khánh Vân đóng vai Trà Long thì cũng đã hai chị em cũng đã cố gắng rất là nhiều, cố gắng hết sức, cho nên là mong mọi người hãy nhẹ tay với cái chi tiết đó. Cái điều này thì không chỉ chúc anh mà tất cả các bạn còn lại trong dàn cast mới đầu khi biết được là mình sẽ làm việc chung với đạo diễn Victor Vũ thì ai cũng sợ hết và ai cũng bị tâm lý, tại vì nghe đồn là đạo diễn Victor Vũ rất là nóng tính và khó tính. Nhưng mà chúc anh nghĩ là sau bộ phim này thì chúc anh và các bạn cũng đã biết được là thật ra dùng từ khó tính là không đúng. Đạo diễn Victor Vũ là một người rất là kỹ tính và cầu toàn, và chính cái sự chỉnh chu đó đã giúp chú anh cũng như là các bạn có thể hoàn thành tốt được cái vai diễn. Và sau bộ phim này thì chú anh và tất cả những bạn cast còn lại đã hết sợ và cũng như là đã yêu quý đạo diễn Victor Vũ hơn rất là nhiều. Thật ra thì vì bộ phim đã có thêm thắt khá là nhiều các cái tình tiết khác chuyện, cho nên là nếu như mà giữ cái kết y chang như chuyện luôn thì chú anh nghĩ là nó sẽ hơi không hợp lý một tí. Và bản thân chú anh là người rất là thích happy ending, những người yêu nhau sẽ về với nhau, nhưng mà mình nghĩ là một cái kết như là cái kết của phim thì nó khá là hoàn hảo rồi. Nếu là chú anh là khán giả thì chú anh sẽ muốn giữ cái kết đó. Những cái kết mà nó hơi kết mở và nó hơi buồn một chút thì lúc nào nó cũng sẽ để lại cái cảm xúc mạnh trong lòng khán giả, cũng như là cái sự rây rứt, cái sự lưu luyến, và vì cái chuyện đó thì mình sẽ nhớ tới cái bộ phim đó nhiều hơn. Chú anh nghĩ là nếu như mà là chú anh ngoài đời và chú anh được quyền can thiệp vào cái kết đó thì chắc chắn là chú anh sẽ cho Hà Lan bắt ngay cái chuyến tàu sau để đi theo Ngạn. Chú anh đã nghe các bạn nói rất là nhiều, là mình nghe Hồng nói là Hồng sẽ lên Sài Gòn và làm chủ vựa gạo, rồi Dũng sẽ bỏ Bích Hoàng và tìm Hà Lan với Trà Long để trở thành một gia đình đó, kiểu vậy. Thì mình có nghe các bạn kể như vậy. Thật sự nếu như mà mình là Hà Lan thì tại vì Hà Lan đã có riêng những cái sở thích và những cái gu riêng của Hà Lan rồi, dĩ nhiên Hà Lan là Hà Lan đã chọn Dũng. Nhưng mà nếu như mà đứng ở cương vị là chú anh thì chú anh sẽ không chọn Ngạn, hay là cũng như là không chọn Dũng. Tại vì Dũng thì quá rõ ràng rồi, Dũng rất là hấp dẫn, nhưng mà có những cái sự lăng nhăng và mình nghĩ là những cái đó không thể sửa được và nó cũng không có tốt cho mối quan hệ. Ngạn thì có rất là nhiều tính tốt, nhiều tính tốt hơn là tính xấu, nhưng mà cái tính xấu của Ngạn nó sẽ gây cái khó khăn rất là lớn trong tình cảm, đó là cái sự nhút nhát, yêu mà không dám bày tỏ. Chú anh nghĩ là con gái thì mặc dù nói thích thì ok, mình có thể, thời nay mình có thể hiểu được, nhưng mà con gái lúc nào cũng cần một cái lời tỏ tình hoặc là một cái gì đó để đảm bảo là ta có danh phận hay sao đó, vì con gái là phải cảm thấy an toàn trong mối quan hệ. Và chú anh nghĩ là người như Ngạn khó mà mang lại được cái điều đó, nên là chú anh sẽ không chọn người nào hết. Thật ra về thực tế, nếu như mà mình là một con người thực tế, mình sẽ muốn chọn Hồng, tại vì mình sẽ muốn chọn một cô gái tốt và lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho mình. Dĩ nhiên là mình chọn Hà Lan
Hà Lan là cái người duy nhất mà Ngạn yêu thì đúng là như vậy, nhưng mà liệu là cái người mình yêu có yêu mình hay không, và đó có phải là một cái sự lựa chọn đúng đắn hay không? Còn Trà Long thì chú Anh sẽ loại option đó ngay từ đầu, tại vì mình không thể chọn con gái của người mình yêu được, nó sẽ rất kỳ. Thì bây giờ chỉ còn lại Hồng là ứng viên sáng giá nhất. Nếu mà mình nhìn vô thực tế thì mình sẽ muốn chọn cô gái như Hồng. Gu của chú Anh thì cũng, thật ra là chú Anh có gu cũng khá là lạ. Chú Anh không có cần ngoại hình, không có cần đẹp trai, chỉ cần nhìn có duyên là được, và hiền lành một chút, chung thủy một chút, có thể làm mình cười cũng được, lâu lâu làm mình cười cũng được, nhưng mà nói chung là không cần phải là một người kiểu biết nói chuyện quá nhiều. Và chú Anh cần nhất là cái sự hợp giữa hai người, miễn là hai người có thể kiểu hợp được với nhau và giao tiếp được với nhau, chia sẻ được với nhau là được. Làm gì vậy? Là cô. Là ông. Con nhỏ này. Tôi nói cho ông biết nghe chưa, ông không có đủ tư cách để làm như vậy với bạn đâu. Sao trên đời này có cái người nào mà vô liêm sỉ, thô bỉ, mất lịch sự như ông vậy? Tưởng mình giàu là được quyền chà đạp mọi người hả? Chú Anh bắt đầu mà biết tới phim ảnh và đi casting và muốn trở thành diễn viên là vào 2 năm trước. Nhưng mà cái cơ duyên đầu tiên mà đưa chú Anh đến với cái sự yêu thích nghệ thuật đó là vào năm chú Anh 16 tuổi thì phải, chú Anh có được tham gia đóng một clip quảng cáo. Và lúc đó là mình còn đi học, cho nên là mình nghĩ là đây chỉ là một cái cuộc dạo chơi, một cái sở thích thôi. Nhưng mà dù sao thì vào cái hôm mà chú Anh tham gia cái quảng cáo lần đầu tiên, chú Anh đã cảm thấy rất là thích và thấy là mình không hề sợ máy quay. Đôi khi mình có cảm giác như là đây chính là cái nơi mình thuộc về. Thì kể từ đó là cái niềm yêu thích nghệ thuật bắt đầu. Cuộc sống của chú Anh thì cũng, chú Anh nghĩ là có thay đổi. Chú Anh đã trở nên bận hơn và cũng như là được đi nhiều nơi hơn. Tuy nhiên là hiện tại thì chú Anh nghĩ là đúng là sau bộ phim mình đã được nhiều sự chú ý và nhiều sự quan tâm hơn, nhưng mà mình cũng chưa phải là người kiểu cực kỳ nổi tiếng hay là sao hạng A hay gì hết, cho nên là cái môi trường của cuộc sống xung quanh thì nó có thay đổi hay không thì cũng là tùy thuộc vào mình thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là cái số lượng công việc nó sẽ tăng lên và mình cũng phải cẩn thận hơn trong cái cách ứng xử cũng như là cái cách giao tiếp với mọi người. Buồn thì cũng có mà áp lực thì cũng có. Tức là em nghĩ đó là sẽ là chuyện hoàn toàn bình thường ấy, bởi vì dĩ nhiên với cái tuổi của em thì em không thể nào làm xuất sắc được tất cả mọi thứ, và cái việc mà nhận những cái ý kiến đánh giá thì nó cũng là bình thường thôi. Nhưng mà em sẽ không có để những cái buồn và cái áp lực đó nó tồn tại trong mình quá lâu ấy, tại vì mình cũng sẽ còn phải cố gắng hơn nữa. Hiện tại thì chú Anh chưa có kế hoạch gì cụ thể hết, tại vì chú Anh vẫn đang trong thời gian quảng bá cho phim Mất Biết và chú Anh vẫn còn đang quá hạnh phúc với bộ phim. Nên là, nhưng mà nếu mà có dự án gì thì chú Anh cũng sẽ không có nói trước đâu, tại vì chú Anh sợ là nói trước bước không qua ấy. Cho nên là hiện tại thì vẫn chưa có kế hoạch gì hết. Chứ anh nghĩ là diễn viên thì mình sẽ muốn trải nghiệm nhiều thể loại vai đa dạng, nhưng mà quan trọng là nó phải hợp với mình, với lại mình phải có khả năng thực hiện cái vai đó nữa. Hiện tại thì chú anh chưa có suy nghĩ hay là cái gì cụ thể trong đầu là cái vai tiếp theo của mình sẽ như thế nào hết. Chú anh chỉ đang có một cái cảm giác là mình sẽ muốn trải nghiệm nhiều thể loại vai hơn. Nhưng mà cho dù nếu phim sau chú anh có đóng một cái vai cũng tựa tựa như phim trước thì cũng không sao cả. Thì điều quan trọng với chú anh là chú anh làm tốt cái vai diễn. Chú anh thì cũng thích rất là nhiều người, nhưng mà tại vì chú anh, trong quan niệm của chú anh là nếu mà mình thần tượng một ai là mình sẽ phải biết rất là rõ về người đó, cho nên là chú anh không có thuộc một cái fandom nào hết. Nhưng mà nói chung là chú anh ngưỡng mộ thì cũng nhiều người. Trong tương lai thì chú anh cũng rất là muốn làm việc với diễn viên trẻ, các diễn viên đã có tên tuổi, cũng nói chung là miễn làm mọi thứ, cái bộ phim và cái vai nó phù hợp thì mình nghĩ là cái việc làm việc với ai cũng sẽ ổn thôi. Chú anh rất là muốn học thêm về diễn xuất trong tương lai, tại vì mình nghĩ là mình cũng cần phải trau dồi khá là nhiều. Chú anh sẽ cố gắng để sắp xếp thời gian, tại vì hiện tại thì chú anh vẫn còn đang đi học ở trường đại học ấy. Có thể là chú anh sẽ chỉ sắp xếp được để tham gia những cái khóa học, những cái lớp học ngắn hạn thôi. Mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của Trúc Anh, và bộ phim Mắt Biết vẫn còn đang được công chiếu rộng rãi trên các cụm rạp toàn quốc. Mọi người hãy ra rạp xem phim ủng hộ Trúc Anh cũng như là ekip làm phim nha.